vì sao các nhà lập pháp mỹ một lần nữa muốn đưa tiktok lên đoạn đầu đài sau khi những nỗ lực trừng phạt tiktok của cựu tổng thống donald trump được chính quyền biden gỡ bỏ giờ đây mối quan tâm về tiktok lại rộ lên khi hàng loạt thượng nghị sĩ đã đệ đơn khiếu nại lên chính phủ hai năm sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ cấm tiktok ở hoa kỳ thông qua một lệnh hành pháp nền tảng video dạng ngắn lại một lần nữa bị washington sờ gáy nguyên nhân cơ bản vẫn không có gì thay đổi Người Mỹ lo ngại mối quan hệ của TikTok với chính phủ Trung Quốc thông qua công ty mẻ Biden. Ngày càng có nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden có hành động chống lại TikTok, với lý do rõ ràng là lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư dữ liệu. Các nhà lập pháp Mỹ đang nói gì về TikTok? Trong những tháng gần đây, một loạt các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ đã kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra mới về hoạt động lưu trữ dữ liệu của TikTok, hoặc thậm chí loại TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng của Hoa Kỳ. Vào tháng 6, một liên minh các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa do ông Tom Cotton của bang Arkansas dẫn đầu đã gửi một lá thư tới Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, kêu gọi trả lời về những hành động mà chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện để chống lại những rủi ro về quyền riêng tư và an ninh quốc gia do TikTok gây ra. Một nhóm riêng biệt gồm các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa do bà Marsha Blackburn ở Tennessee dẫn đầu cũng đã gửi một bức thư thắc mắc đến giám đốc điều hành của TikTok, Suzy Chiu. Trong một lá thư trả lời bà Marsha Blackburn và các thượng nghị sĩ khác, Giám đốc điều hành TikTok Suzy Chu nói, chúng tôi chưa cung cấp dữ liệu người dùng Hoa Kỳ cho chính phủ Trung Quốc, kể cả khi được yêu cầu. TikTok đã phản hồi thế nào? Giữa sự náo động gần đây, TikTok thông báo rằng họ đã chuyển dữ liệu người dùng Hoa Kỳ sang nền tảng đám mây của Oracle để 100% lưu lượng người dùng Hoa Kỳ được lưu trữ bởi nhà cung cấp đám mây, có khả năng giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia. Trong lá thư gửi các nhà lập pháp đề cập đến việc chuyển sang Oracle, ông suji chiu cho biết mục tiêu rộng lớn hơn cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu của công ty là xây dựng lòng tin và đạt được tiến bộ đáng kể đối với việc tuân thủ một thỏa thuận cuối cùng với chính phủ hoa kỳ sẽ bảo vệ hoàn toàn dữ liệu của người dùng và lợi ích an ninh quốc gia của hoa kỳ tiktok gần đây cũng cam kết cung cấp cho các chuyên gia mỹ thông tin minh bạch hơn về hoạt động trên nền tảng bao gồm quyền truy cập cho một nhóm được chọn vào api hoặc giao diện lập trình ứng dụng của app vì sao những lo ngại về an ninh quốc gia sẽ không biến mất trong khi TikTok từ lâu đã bác bỏ những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ, nói rằng đó là vô căn cứ, nhưng những lo ngại vẫn tồn tại. Thực tế là chính phủ Trung Quốc, nếu họ thực sự muốn, có thể khiến bất kỳ công ty nào của họ tuân thủ các yêu cầu truy cập dữ liệu. Tôi nghĩ thực sự là gốc rễ của mối quan tâm này về TikTok. Justin Sherman, một thành viên không thường trú của cơ quan sáng kiến lập pháp mạng của Hội đồng Đại Tây Dương, Atlantic Council, nhận định